Lạy Mẹ rất thánh, giờ đây đoàn con xin được đến trước tòa Mẹ, người nữ trinh khiêm hạ, luôn sống trọn cho thánh ý Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy cho chúng con biết sống vâng phục và tín thác như Mẹ, để Thiên Chúa được tự do thực hiện chương trình cứu độ yêu thương của Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng con. Với tâm tình đó, giáo xứ chúng con xin dâng lên Mẹ những khúc ca du dương, những cử điệu cung kính và những đóa hoa tươi xinh biểu trưng cho hoa lòng chúng con kính dâng lên Mẹ. Mời cộng đoàn quỳ đọc ba kinh kính mừng. Vì mỗi khi cất lên lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phước, là chúng ta kết thành hoa măng côi dâng kính Mẹ. Từ trời cao, Đức Mẹ vui mừng và ban muôn ơn lành cho đoàn con cái sốt mến thành tâm hướng về Mẹ. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lời kinh gia đình. Lạy Mẹ Maria, chúng con xác tín sâu xa rằng hành trình của cuộc sống gia đình không thể thiếu vắng bàn tay yêu thương và từ mẫu của Mẹ dẫn đưa. Xin Mẹ thắp lên trong gia đình chúng con ngọn lửa niềm tin. Ngọn lửa tình yêu và hy vọng, vì trong gia đình chúng con có nhiều thử thách gian nan, thương đau. Gia đình chúng con đang chìm đắm trong đau khổ, tội lỗi, trong cô đơn của tâm hồn. Nhờ lời chỉ cầu của Mẹ Maria, xin Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên từng người trong gia đình chúng con, để chúng con được sống bình an hạnh phúc, hầu trao ban bình an hạnh phúc ấy cho nhiều người và làm cho nhiều tâm hồn yêu Chúa và mến Mẹ. Chân muôn phúc ân dư đầy, tình yêu Mẹ bao diệu em, cho chúng con tháng năm bình yên. Mẹ ở với gia đình chúng con, luôn thứ tha khi chúng con lỗi lầm. Mẹ ở với gia đình chúng con, luôn đỡ nâng khi chúng con ngã lòng. Maria đẹp tươi như vầng trăng sáng tuyệt vời, rạng soi cho đoàn con đang lòng nuôi bước giữa dòng đời. Cuộc sống gian nan Mẹ không để chúng con mồ côi, ngàn tiếng dâng lên Mẹ hỡi
chúng con yêu mẹ. Lời kinh chiều luôn vọng ngân, gia đình con kính dâng lên mẹ. Ngàn tâm tình theo lời kinh, xin đoái nghe chúng con nguyện xin. Mẹ phù giúp gia đình chúng con, luôn mến yêu luôn tin chung bên cùng. Tình mẹ quá ân cần thiết tha, dâng khúc ca xin chúc khen cảm tạ. Soi cho đoàn con đang lầm lối bước giữa dòng đời, cuộc sống gian nan mẹ không để chúng con mồ côi. Ngàn tiếng dâng lên mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Đoàn con ban trần muôn phúc ân dư đầy, tình yêu mẹ bao siêu em cho chúng con tháng năm bình yên. Mẹ ở với gia đình chúng con, luôn thư tha khi chúng con lỗi lầm. Mẹ ở với gia đình chúng con, luôn đỡ nâng khi chúng con ngã lòng. Soi cho đoàn con đang lầm lối bước giữa dòng đời, cuộc sống gian nan mẹ không để chúng con mồ côi. Ngàn tiếng dâng lên mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Lời kinh chiều luôn vọng ngân, gia đình con kính dâng lên mẹ. Ngàn tâm tình theo lời kinh, xin đoái nghe chúng con nguyện xin. Mẹ phù giúp gia đình chúng con, luôn mến yêu luôn tin chung bên cùng. Tình mẹ quá ân cần thiết tha, dâng khúc ca xin chúc khen cảm tạ. Soi cho đoàn con đang lầm lối bước giữa dòng đời, cuộc sống gian nan mẹ không để chúng con mồ côi. Ngàn tiếng dâng lên mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Soi cho đoàn con đang lầm lối bước giữa dòng đời, cuộc sống gian nan mẹ không để chúng con mồ côi. Ngàn tiếng dâng lên mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Ngàn tiếng dâng lên mẹ ơi, chúng con yêu. Mời cộng đoàn quỳ đọc ba kinh kính mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa
lòng bà gồm phước lạ. Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Lạy Mẹ Maria, những sắc hoa muôn màu trên tay chúng con đây xin được dành để tiến dâng Mẹ, tán dương Mẹ vì Mẹ đã một đời xin vâng trước thánh ý Chúa Cha. Hoa sắc trắng nói lên tâm tình trinh nguyên thánh thiện của Mẹ. Hoa sắc xanh diễn tả tâm tình cậy trông phó thác của Mẹ vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Hoa sắc tím biểu trưng tấm lòng thủy chung của Mẹ trước bao sóng gió cuộc đời. Đã bao lần Mẹ héo úa trên con đường cùng đi với Chúa Giêsu, nhưng Mẹ vẫn một lòng theo Chúa đến cùng. Hoa sắc đỏ nói lên gương hy sinh của Mẹ suốt cuộc đời, đi theo Chúa Giêsu đến đỉnh đồi Canvê. Trái tim Mẹ tan nát trong công cuộc đồng công cứu chuộc nhân loại. Cuối cùng, hoa sắc vàng như triều thiên vinh hiển phúc lộc dư đầy Thiên Chúa đã ban tặng Mẹ. Người nữ tỳ khiêm tốn và trung thành, xin Mẹ nhận lấy những đóa hoa lòng của đoàn con thảo kính dâng lên Mẹ. Go.
kể hết. Con nhận chịu chết, trái tim mẹ tan nát đồng cơ. Trời hồn xác nay đời mẹ khóc, vẫn luôn hằng cứ giúp phàm nhân. Dâng màu vàng mới kính mừng mẹ phúc rộng trời cao. Con đến bên ngài mẹ, đến bên ngài mẹ, dâng hoa dâng lòng thành kính, dâng hết tâm tình. Hòa trong tiếng ca lời kính, dâng mẹ hiền thiên. Xin mời cộng đoàn quỳ đọc ba kinh kính mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria đầy ơn, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, chúng ta đang quay quần trước tôn nhan Chúa, dâng hoa kính Đức Mẹ. Đồng thời chúng ta cũng xin dâng mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Để nhờ mẹ, qua mẹ, gia đình chúng con luôn can trường tín thác vào Chúa như gương mẹ khi xưa. Gặp khó khăn trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi cho mọi gia đình. Xin cho chúng ta biết noi gương Thánh Gia Thất để bình tĩnh, tin tưởng và giúp nhau dần tháo gỡ những bế tắc của cuộc sống gia đình. Sống dồi dào.
gặp những tình cảnh khó khăn, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã luôn tìm kiếm và làm theo ý Chúa. Xin cho chúng ta biết noi gương các ngài, từ bỏ ý riêng để lắng nghe và thực hiện mọi việc theo ý Chúa. Nhờ Mẹ Maria, con đến với Chúa Giêsu, cần lòng con cao khát chờ mong. Nhờ Mẹ Maria, đưa dẫn con trên đường đời, đưa gặp Chúa Giêsu ngàn người. Chúng con xin dâng lên Chúa những người di dân, những người sống hôn nhân khác đạo, những người ly hôn và những nạn nhân trong cuộc phá thai, những gia đình có nguy cơ đổ vỡ. Xin cho họ được Chúa soi sáng, để tất cả luôn nhờ tình yêu Chúa mà sớm vượt thắng những thử thách này. Lạy Mẹ Maria, với những tâm tình cộng đoàn chúng con vừa dâng kính mẹ, qua ánh nến lung linh và muôn hoa sắc thắm, cùng những lời kinh ca ngợi, chúng con xin dâng lời tung hô, ca khen, chúc tụng mẹ. Mẹ là công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa, không một vẻ đẹp nào trên trần gian sánh được với mẹ. Mẹ là niềm vui an hòa cho từng gia đình trong giáo xứ chúng con. Chúng con xin dâng lên mẹ những đóa hoa lòng, là hoa tình yêu, hoa hy sinh, hoa cậy trông, hoa khiêm nhường mà mỗi người chúng con đã cố gắng hái lượm trong những ngày qua. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria ban cho chúng con niềm vui nội tâm và sự chuyên chăm tích lũy cho đời mình những cánh hoa bất tử, không bao giờ tàn phai, lúc nào cũng tỏa hương thanh thoát. Cùng với mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa vì đã thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời mẹ, để mẹ trở nên ánh sáng dẫn đưa chúng con trên con đường theo Chúa. Xin mẹ giữ hồn xác chúng con tinh tuyền, thánh thiện, đẹp lòng Chúa, hầu mai sau được lên cõi trời hạnh phúc bên mẹ.